Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội vừa tiếp nhận 2 ca viêm phổi nặng và đáng chú ý là 2 ca này nghi ngờ nhiễm cúm gia cầm H5N1. Thông tin này đã khiến cho dư luận cả nước lo lắng vì từ năm 2014 đến nay cả nước chưa ghi nhận trường hợp nhiễm cúm gia cầm ở người. Tuy nhiên, qua xét nghiệm cho thấy 2 bệnh nhân mắc cúm mùa thông thường. Ngày 10 tháng 2, Bộ Y tế thông báo kết quả xét nghiệm chính thức 2 ca nghi nhiễm cúm gia cầm nhập viện điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai trong dịp Tết Nguyên đán. Kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho kết quả đồng nhiễm cúm AH1N1 và cúm B. Đây là các chủng cúm mùa thông thường. Hiện các trường hợp này vẫn đang tiếp tục được cách ly và điều trị tại bệnh viện. Theo Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện cả nước không có ổ dịch cúm nào xảy ra trên gia cầm. Thưa quý vị, tại Việt Nam, dịch cúm gia cầm AH5N1 lần đầu tiên được báo cáo xuất hiện trên gia cầm vào cuối năm 2003. Từ năm 2004 đến năm 2014, Việt Nam đã ghi nhận 127 người mắc bệnh và trong số đó có 64 người tử vong vì mắc bệnh cúm AH5N1.